Thưa quý vị, cả nước hiện có gần 3.400.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Để giảm khâu trung gian, tăng chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại 43 tỉnh, thành phố. Và từ ngày 1 tháng 9 tới, các địa phương còn lại sẽ thực hiện chi trả theo phương thức này. Giai đoạn đầu, việc chuyển tiếp từ trả trực tiếp sang trả qua tài khoản trục trặc do kết nối giữa ngành bảo hiểm xã hội và các ngân hàng gặp vướng mắc, chủ yếu là không cùng hệ thống ngân hàng, chưa trùng khớp thông tin cá nhân. Một bộ phận người thụ hưởng vì thế chưa nhận được lương hưu, trợ cấp như lịch thông báo. Trường hợp người hưởng đăng ký chưa đúng số tài khoản ngân hàng thì cần thông báo theo mẫu rồi gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật. Người hưởng có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, điểm chi trả của bưu điện. Để đảm bảo tốt quyền và lợi ích của người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn triển khai linh hoạt các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi tại nhà nếu là người già yếu, ốm đau, không có khả năng đi đến điểm chi trả.